khó bắn. Một con rớt. Giờ sao lấy đây? Để kiếm chỗ đường sang nha các bạn. Thì vừa lấy. Để sao vô. Này người ta khóa đây không cho vô các bạn ạ. Ôi, nguy hiểm quá. Chạy tiến ở đằng kia. Đi qua mà bây giờ nói chung là nhảy thì qua chỗ kia thì cũng được thôi, nhưng mà lát là đi về làm sao, để mình đi. Tại vì lỡ bắn rồi này. Ráng lấy nó thôi chứ. Nếu không bắn thì đâu có cần vất vả như vậy. Đấy quá. Đây là con này. Kìa rồi. Đây rồi các bạn. Phát sáu ạ. Hai con cu rồi trên dây điện các bạn. Điện.
nhiều bạn bảo là mình có súng hơi ngồi sau lưng đây, súng hơi ngồi sau lưng. Tôi nói với các ông đường đông thế này mà các ông mang súng hơi ra đường á, không ai mà bắt được chứ. Đá cao su là đỉnh cao. Ở trên nóc nhà rồi các bạn. Các bạn có thấy hai anh cu đậu trên dây điện kìa. Một con. Batman Riser B6 cường huyết, các bạn thấy nè. Có một con Mạch Thanh ở đằng kia các bạn thấy không? Rớt. Còn cô ngói đứng trước mặt các bạn. Rất là đẹp. Một tiếp. Batman. Các bạn thấy này. Headshot.